Chứng khoán Hoa Kỳ lập kỷ lục. Xin chào mừng cô chú bác anh chị và các bạn những người xem YouTube. Kính thưa quý vị, các chỉ số SP 500 và Nasdaq hôm thứ Hai 10 tháng 2 đã tăng mạnh khi người Trung Quốc đi làm lại và các nhà máy dần mở cửa sau đợt nghỉ Tết kéo dài. Vào cuối phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 29.276 điểm. SP 500 tăng 0,73% lên kỷ lục 3.352 điểm. Xin mở ngoặc, S&P 500 là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên Nasdaq. Mạnh nhất là Nasdaq Composite với 1,13% lên 9.628 điểm. Trong 11 nhóm ngành lớn thuộc S&P 500, chỉ ngành năng lượng là đi xuống, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất với Amazon, Microsoft và Alphabet. Mùa báo cáo kết quả tài chính tại Hoa Kỳ cũng sắp kết thúc. Đến nay, 324 công ty đã công bố báo cáo, với 70% số đó có kết quả vượt dự kiến. Lo ngại về coronavirus đã khiến nhà đầu tư giảm giao dịch trong thời gian gần đây. Tổ chức Y tế Thế giới WHO còn khuyến cáo việc lây nhiễm ngoài Trung Quốc có thể châm ngòi cho ngọn lửa lớn hơn. Xin mở ngoặc là cho đến thời điểm này, đã có 1.018 người ra đi vì virus. Dù vậy, các báo cáo tài chính lạc quan, các chỉ số kinh tế Hoa Kỳ tốt và các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc vẫn khiến chứng khoán Hoa Kỳ hấp dẫn. Dòng tiền mà Trung Quốc bơm vào nền kinh tế sẽ đi ra cả thế giới. Tâm lý mua bán mọi thứ sẽ xuất hiện. Ông Paul Knowles, giám đốc danh mục đầu tư tại Kingsview Asset Management nhận xét, Hoa Kỳ cũng đang tăng trưởng. Điều này giúp nhà đầu tư có thêm lý do đổ tiền vào Wall Street. Cổ phiếu Tesla hôm thứ Hai, 10 tháng 2, đã tăng 3,1% khi nhà máy tại Thượng Hải của hãng hoạt động trở lại. Foxconn cũng tái khởi động một nhà máy quan trọng tại Trung Quốc với 10% nhân lực. Việc này phần nào xoa dịu Apple trong bối cảnh doanh số bán iPhone của hãng tại Trung Quốc được dự báo giảm tới 50% vì dịch bệnh. Xin nói thêm là Tesla Giga Shanghai là một nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc, được điều hành bởi công ty Tesla. Vào cuối năm 2019, Tesla đã giao những chiếc xe đầu tiên được sản xuất tại Trung Quốc, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với nhà sản xuất xe điện. Tesla chuyển đến Trung Quốc khi cuộc chiến thương mại đã buộc các công ty Mỹ khác phải chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Sự kiện giao xe này có nghĩa là nó đã được bắt đầu hơn một năm sau khi việc xây dựng nhà máy được tiến hành. Model 3 do Trung Quốc sản xuất có giá 50.000 đô la Mỹ trước khi trợ giá, sẽ cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô điện địa phương bao gồm NIO và Spang Motors, cũng như các thương hiệu toàn cầu BMW và Mercedes-Benz. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo.